Chắc hẳn với các đầu bếp thì cũng không còn lạ lẫm gì với hãng lò nướng Unox của Italia, một trong những thiết bị không thể thiếu trong các nhà hàng, khách sạn hay là các tiệm bánh. Tại các nhà hàng Á, nhà hàng Âu hay là các bếp công nghiệp hiện nay thì cũng thường phải có một vài món nướng trong thực đơn. Món nướng là món khoái khẩu của thực khách, nhất là vào thời điểm mùa đông. Thời nay thì hầu như các loại thực phẩm gì cũng có thể đưa vào nướng để trở thành một món nướng ngon, từ thịt, cá đến rau, củ quả hay là bánh. Sản phẩm mà ngày hôm nay Rossi Việt Nam muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là chiếc lò nướng đối lưu Unox có mã số XEVC1011EPR được sản xuất tại Italia. Sản phẩm có mã số XEVC1011EPR có kích thước theo chiều dài rộng cao là 750 × 773 × 1010 mm, sử dụng điện 400V, tần số 50Hz, số lượng khay là 10 khay, trọng lượng là 95kg, công suất là 18,5kW. Giải pháp là phải mua một cái lò nướng công nghiệp để đảm bảo chất lượng món ăn và tốc độ ra món rất là nhanh. Để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của quý khách hàng thì hiện nay Rossi Việt Nam xin giới thiệu với các quý khách hàng dòng sản phẩm lò nướng Unox được nhập khẩu nguyên chiếc từ Italia. Với dòng lò nướng của Unox thì chúng ta có rất là nhiều ưu điểm nổi bật, như là khi mà chúng ta sử dụng thì các form bánh hay là thực phẩm nướng sẽ nướng rất là đẹp, không bị biến dạng. Bánh thì được chín đều, màu sắc của thực phẩm như cá, thịt, tôm thì sẽ rất là bắt mắt và không bị cháy xém. Quạt đối lưu mạnh mẽ giúp cho bánh hoặc là các thực phẩm khác sẽ chín đều nhanh. Với chiếc lò nướng Unox được nhập khẩu nguyên chiếc từ Italia đã có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, kèm theo đó là chính sách bảo trì, bảo hành, tư vấn kỹ thuật chu đáo chắc chắn sẽ giúp cho quý khách hàng sẽ hài lòng khi lựa chọn chiếc lò Unox cao cấp đến từ Italia. Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Rossi Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng, đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ là những hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp nổi tiếng hàng đầu của thị trường bếp công nghiệp quốc tế. Và ở chuyên đề này, Rossi Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp Unox, một trong tập đoàn danh tiếng hàng đầu đến từ Italy. Unox là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất lò nướng bếp công nghiệp. Lò nướng của Unox được phân phối rộng khắp trên tất cả các châu lục. Nhà máy của Unox được đặt tại Italy, một trong những quốc gia có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu trên thế giới. Với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới, tập đoàn kinh doanh đa ngành, chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa Rossi đã nhận được sự cho phép của Unox để có thể phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Unox tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin về Unox mà chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả các quý khách hàng. Không được phép sai sót trong dịch vụ thực phẩm chuyên nghiệp, Unox luôn biết điều đó và đã cung cấp ra dòng lò nướng được thiết kế để đáp ứng dịch vụ về chất lượng và thách thức kinh doanh đối với tham vọng nhất. Trong vòng hơn 25 năm nghiên cứu các giải pháp hàng đầu để có thể nấu ăn vượt trội trong tất cả các lĩnh vực và luôn đảm bảo đem lại các kết quả mong muốn cho bất kỳ một khách hàng nào có thể sử dụng dịch vụ của Unox. Các giải pháp đơn giản và thanh lịch cho các vấn đề phức tạp của dịch vụ thực phẩm chuyên nghiệp. Công nghệ trực quan và đáng tin cậy đã trở thành tiêu chuẩn cho tất cả các nhà vận hành công nghiệp. Unox đã có mặt tại hơn 110 quốc gia, nhà sản xuất số 1 về lò nướng chuyên nghiệp bán trên toàn thế giới. Mỗi một năm, Unox hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng bánh ngọt và bánh mì và mỗi ngày phục vụ các chuyên gia trên toàn thế giới. Các Masterchef đã tin tưởng vào sự lựa chọn của họ. Dưới đây là một số dòng sản phẩm lò nướng của Unox mà chúng tôi muốn giới thiệu với tất cả các quý khách hàng. Dòng sản phẩm lò nướng đầu tiên mà chúng ta sẽ đề cập tới ở đây đó chính là dòng Chef Top MyMap. Một số mã các bạn có thể tham khảo như là 20GN1 Plus hay là 10GN1 Plus. Dòng sản phẩm này luôn có tiêu chí đó chính là điều khiển giống như bàn tay của bạn, tự nhiên như những suy nghĩ của bạn, nhanh như cái nhìn của bạn,
đây chính là Unox Chef Top MyMap, những dòng mới của lò nướng chuyên nghiệp mà có thể phá vỡ các rào cản giữa các ý tưởng của bạn và các món ăn mà bạn phục vụ. Chỉ với một cử chỉ, Chef Top MyMap và Chef Top MyMap TM Plus có thể kiểm soát hoàn toàn quá trình nấu ăn và tự do sáng tạo tối đa. MyMap TM, một trong một cử chỉ. Master Top Plus là hoàn thiện nhất màn hình hiển thị, hình ảnh ngôn ngữ liên lạc đã từng được tạo ra trong một chiếc lò nướng. Với một chiếc cây bút Master Top, bạn có thể rút ra các quy trình nấu ăn của bạn và lưu chúng trong chương trình MyMap, sự giàu kinh nghiệm cho tất cả các cộng tác viên mà bạn sẽ sử dụng. Với chức năng Multi Time, bạn có thể nấu thức ăn khác nhau với thời gian nấu ăn khác nhau chỉ cùng trong một lúc. Với chương trình Meet and Play, bạn có thể nấu thức ăn khác nhau với thời gian nấu ăn khác nhau, tất cả chỉ trong cùng một lúc. Với chương trình Meet and Play, bạn có thể sử dụng khoảng thời gian đó để có thể nấu nhiều món. Tất cả các món ăn khác nhau của bạn đều có thể sẵn sàng đi ra trước lò nướng tại ở cùng một thời điểm. Có công nghệ tiên tiến trong tầm tay của bạn là không đủ. Để thực sự tạo nên sự khác biệt mà các bạn cần có thể sử dụng lò nướng của bạn ngay lập tức mà không cần suy nghĩ về nó. Đây là những gì MasterTop, một trong những cung cấp cho bạn. Một chiếc màn hình LCD cảm ứng, từ đó bạn có thể quản lý tất cả các chức năng của chiếc lò nướng này ngay lập tức, không do dự. Với màn hình hiển thị ngôn ngữ hình ảnh, bạn có thể đi từ các thiết lập của nhãn hiệu của các chương trình nấu ăn để có thể giành giật từng phút từng giây quản lý các thiết bị bổ sung. Quá trình có thể được lưu lại, lặp đi lặp lại vô số lần. Khi công nghệ tiên tiến là đơn giản và trực quan, bạn có thể nhìn thấy những lợi ích cho công việc của bạn ngay từ những thời gian đầu tiên sử dụng. Dòng sản phẩm thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập ở đây chính là dòng Baker Top MyMap TM. Đây là dòng sản phẩm lò nướng chuyên phục vụ công việc nướng bánh mì. Các bạn có thể tham khảo qua một số mã theo dung tích tăng dần như là 4600x400 Plus, hoặc là 6600x400 Plus, hoặc là 10600x400 Plus, và cao nhất đó là dòng 16600x400 Plus với 16 khay tất cả. Dòng sản phẩm thứ ba mà chúng tôi sẽ kể đây đó là dòng Cheflux TM. Cheflux TM là dòng lò hấp combi được thiết kế đảm bảo cho việc chuẩn bị của quá trình nấu ăn truyền thống phổ biến nhất và đơn giản dễ dàng như có thể. Trong khi đảm bảo kết quả xuất sắc, chiếc lò Cheflux TM với mức hiệu quả và thiết yếu có một sự kết hợp chiến thắng. Lò Cheflux có hiệu quả như họ đảm bảo tính thống nhất, nấu tối đa trong bất kỳ điều kiện tải trọng và cần thiết như những nhà sản xuất đã thiết kế để có thể cung cấp cho các đầu bếp chuyên nghiệp tất cả mọi thứ mà họ đang tìm kiếm trong một chiếc lò nướng mà không cần bất kỳ một điều gì khác. Với dòng lò nướng Cheflux TM với công nghệ Steam Maxi cung cấp hơi nước, bạn sẽ có được tất cả các lợi ích của việc hấp với một mức kết quả khỏe mạnh nhanh chóng. Hơi nước được sản xuất ngay lập tức ở 35 độ C, đảm bảo chất thải ít hơn ngay trong quá trình nấu ăn và cực kỳ tinh tế. Với công nghệ Steam Plus, công nghệ hơi nước bắt đầu sản xuất tại 48 độ C. Công nghệ Dry Plus loại bỏ độ ẩm từ buồng nấu ăn mà là nguyên nhân chính của việc giảm cân và có thể gây mất hương vị trong món ăn. Lò nướng tiếp theo của Unox mà chúng ta sẽ cùng nhau nhắc tới đó chính là dòng lò nướng Bakerlux TM. Dòng Bakerlux TM là dòng lò hấp combi được thiết kế để tối ưu hóa các kết quả các quá trình nướng phổ biến nhất. Dòng lò nướng Bakerlux TM với hiệu quả và sự thiết yếu có hiệu quả như họ đảm bảo tính thống nhất, nấu tối đa trong bất kỳ một điều kiện tải trọng như cần thiết. Có thể cung cấp cho các đầu bếp, các master chef chuyên nghiệp tất cả mọi thứ mà họ đang tìm kiếm chỉ trong một chiếc lò nướng. Và dòng lò nướng cuối cùng mà chúng ta hãy cùng nhau nhắc tới đây của Unox đó chính là dòng Limestop. Dòng lò nướng Limestop là dòng lò giải pháp lý tưởng cho các lò bánh và các cửa hàng bánh ngọt để có thể đạt được kết quả tuyệt vời tương tự như với một chiếc lò lớn nhưng trong một định dạng nhỏ gọn thực tế. Limestop lò là dòng giải pháp nhỏ gọn cung cấp sự kết hợp hoàn hảo của công nghệ tiên tiến, hiệu suất cao, độ tin cậy và độ bền lớn. Unox là nhà sản xuất thiết bị nhà bếp công nghiệp lò nướng số 1 tại Italy.
Sản phẩm củ nốc đã có mặt ở hơn 110 quốc gia và được tin dùng tại nhiều nước trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, các dòng sản phẩm nổi bật của lò nướng U Nốc đã và đang chiếm được cảm tình từ phía người tiêu dùng nhờ vào có một chất lượng sản phẩm vô cùng tuyệt vời. Với tư cách là nhà phân phối thiết bị bếp công nghiệp số 1 Việt Nam, Rossi đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để đem sản phẩm lò nướng U Nốc về với Việt Nam tiếp cận cùng với người tiêu dùng. Hiện Rossi Việt Nam đang là đại diện thương mại chuyên nghiệp cho U Nốc tại Việt Nam. Chúng tôi đã cùng với U Nốc tham gia rất nhiều các dự án cung cấp các thiết bị lò nướng công nghiệp cho những dự án hàng đầu tại Việt Nam. Nếu công ty bạn là một khách sạn sang trọng, đẳng cấp, nhà hàng hay các khu nghỉ dưỡng, hay bạn đang là các master chef cần tìm kiếm cho mình một chiếc lò nướng thích hợp, thì các bạn hãy lựa chọn ngay U Nốc cho công việc của mình. Nhưng quyết định khôn ngoan nhất, sáng suốt nhất, với chất lượng đẳng cấp, hàng hóa xuất xứ từ Italy, Rossi Việt Nam khẳng định sẽ đem đến cho quý khách hàng sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực lò nướng bếp công nghiệp. Rossi Việt Nam, nhà phân phối máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp tại Việt Nam. Rossi Việt Nam hiện đang là đơn vị bán buôn bán lẻ nhiều dòng lò nướng công nghiệp của các nhà sản xuất danh tiếng trên thế giới như Ulok, Linox hay Resto Italia. Chính vì vậy, khi mua các sản phẩm công nghiệp của chúng tôi, Rossi Việt Nam sẽ giúp quý khách có cơ hội lựa chọn đa dạng và mua được các sản phẩm tốt nhất với giá rất ưu đãi, kèm cơ hội sở hữu sản phẩm được hỗ trợ tài chính từ những tổ chức tài chính hàng đầu với lãi suất ưu đãi tuyệt vời và là thành viên tham dự miễn phí những sự kiện hướng nghiệp, dạy nghề, có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều loại máy chế biến độc đáo và thú vị. Rossi Việt Nam, nơi kết nối sáng tạo. Chúng tôi luôn có một mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó chính là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị. Giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo nên sự thành công. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của Rossi Việt Nam. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây: website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam, hoặc các quý khách hàng cũng có thể click trực tiếp vào channel Rossi Việt Nam của chúng tôi trên YouTube. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ của U Nốc, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, Showroom miền Bắc 0912-863-364, Showroom miền Nam 0868-998-663, Tổng kho bán buôn 024-8586-7812, Hợp tác kinh doanh 0989-999-884, Email info@rossi.vn. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về U Nốc, một trong những tập đoàn hàng đầu tại Italy trong lĩnh vực sản xuất lò nướng công nghiệp. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chủ đề sắp tới.